Tử Anh vừa mới làm tần dương được 46 ngày, để Hàm Dương không chịu cảnh chiến quả tàn sát, dây thừng trói cổ, ngựa trắng xe trắng, cầm tỷ phù thiên tử, dẫn theo bá quan rời thành, xin hàng với Lưu Bang. Nếu không báo thù được cho phụ thân, làm sao ta có thể sống những ngày yên bình? Ta muốn về Hàm Dương. Tần, từ hai đời nay, Giang Định nắm quyền, giao dịch không ngừng, sát phạt triền miên, khiến Tráng Đinh bỏ mạng dưới tên gia trẻ lấp đầy khe rãnh. Tử Anh tuy kế thừa ngôi vị giữa loạn lạc, nhưng sức lực nhỏ bé, khó gỡ tình thế. Cho nên Tử Anh xin dâng Ngọc Tỷ phụ tiết, tình nguyện nhường ngôi, chỉ mong thiên hạ sớm tắt đao binh. Mong bái công niệm tình, thứ tội cho tộc nhân, bảo vệ một cõi Hàm Dương bách tính bình an. Lưu Quý sẽ trói buộc cấp dưới, mong công tử kiên tâm đi. Như vậy Tử Anh đa tạ bái công. Truyền lệnh, giao thân. Hàm Dương. Ai cũng nói cung Hàm Dương vô cùng rộng lớn, hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đợi ngài làm quan Trung Dương rồi, những thứ này đều sẽ là của ngài hết. Chúa công, tuy rằng Hoài Dương đã nói ai vào quan Trung trước chính là vua, nhưng mà theo thuộc hạ thấy, bây giờ tuyệt đối không phải lúc xưng dương. Mong ngài cân nhắc. Không sai, hiện giờ vẫn chưa phải là lúc. Đi nào. Đại ca, lúc nãy ở đằng kia để nhìn thấy rất nhiều rượu ngon, hãy nếm thử đi. Nè. Được thấy sao hả? Ngon, quá nhiên trưởng ngon. Vậy để sẽ cho các huynh đệ chia cho mọi người uống. Khoan đã. Hả? Lập tức truyền lệnh, phủ khố trong cung và trong thành tất cả phải kiểm kê kỹ càng, ghi vào sổ sách, niêm phong lại như cũ, không được xê dịch một ly một phân nào, có biết chưa?
Tại sao vậy? Kêu đệ đi thì cứ đi lẹ đi. Khiêng về hết cho ta. Khiêng về. Dạ. Đế đô Quy Hoàng, Quan Trung màu mỡ, đúng là một nơi tốt đẹp. Không phải nơi tốt đẹp, sao có thể làm mồi nhử được chứ? Đúng vậy, Hòa Dương lấy Quan Trung làm quân cờ chính là vì cảm thấy không thể thoát khỏi cám dỗ của mảnh đất bảo địa này. Ai đứng ở nơi này đều muốn xưng Dương. Hai người lúc nào cũng nói trúng tim đen. Chút tâm tư này của ta chưa bao giờ thoát khỏi ánh mắt của hai người hết. Chúa Công đứng ở nơi đây giống như danh tướng gặp được ngựa tốt, muốn thu nó vào trong tay mình cũng là chuyện thường tình mà. Đúng là chuyện thường tình. Chỉ sợ sau khi xưng Dương, Lưu Huynh sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tới lúc đó lại thêm một phen tranh đấu giết nhau. Sau khi tranh đấu xong, mọi người sức cùng lực kiệt, lại vừa đúng ý của Hoài Dương. Hai người đã đúng lắm. Hoài Dương dự đoán tài tình, nhưng mà ông ta không thể đoán được Lưu Quý ta có những huynh đệ như hai người. Có hai người thường xuyên nhắc nhở, ông ta sẽ không thể nào được như ý mình. Sau khi Lưu Bang lấy được Hàm Dương, lập ước pháp Tam Chương với bách tính Quan Trung, trói buộc quân đội, niêm phong phủ khố, không chút tơ hào. Thậm chí để giữ được Hàm Dương yên lành, ngài chủ động rút đại quân khỏi Hàm Dương đóng ở Bá Thượng, không lấy một đồng cắt nào của bách tính. Tất cả phương án đều được lòng dân Quan Trung. Cũng cùng lúc đó, Hạng Vũ dẫn theo mấy chục vạn quân cực kỳ mệt mỏi và chậm rãi tiến về Hàm Dương. Nhanh lên. Hạ ca, đi xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đi không nổi nữa. Không đi nổi. Đi mau lên, nếu không thì xử theo quân pháp. Nên biết sớm như vậy, chỉ bằng lúc chiến đấu chiến tử hết cho rồi. Đúng vậy, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Đúng vậy. Một đám tù binh mà còn mặt mũi ra điều kiện sao? Các người không muốn sống nữa hả? Dù sao cũng phải chết thôi. Chết đói chết mệt, bị người đánh chết, chẳng phải giống nhau hết sao? Bọn ta không lo nghĩ được nhiều đâu. Không lo được nhiều như vậy nữa. Đúng rồi, bọn ta không lo được nhiều vậy nữa. Khốn kiếp, vậy ta sẽ cho các người tội nguyện. Bây giờ các người có thể đi rồi chứ? Bây giờ sao? Không đi, nhanh lên, không đi, nhanh lên, chém chết bây giờ, đi, nhanh lên, nhanh lên.